giờ ăn 8 con gói nè, Tây Ninh ăn 8 con gói nè. Anh Tài hả ta? Bác Tây Ninh nè. Bác Tây Ninh đá anh Tài. Ừ, đá anh Tài ăn 8 đó. Một phâu. Một phâu nha. Có cho thầy gói rồi, Tấn. Tấn, có không cho thầy gói rồi. Tình hình đang 72 gói. Cao trên leo xuống đéo nhưng mình phải trắng bợ nó bò hiểu không? Tốt chưa? Ta nói mày tên anh này còn mình Phước là hay á, thế tướng ăn tí xuất ra đó. Bên này giáo hiếu còn coi. Chuyện cho Phước nhẹ chút. Có. Có nè. Trời ơi cái thằng. Cũng phải gây chuyện với nó chứ. Tấn nãy giờ anh Tấn xào chẻ ăn heo rồi. Bốn đều. Ngoài bẻ rồi. Rồi kìa. Ủa cái dính cộng dây. Năm bốn đều này ăn quán từ trưa giờ luôn á, quýnh chắc xếp này xếp 10 hơn 11 gì rồi đó. Bên đâu, bên Tây Ninh hả? Ở bên kia tôi xả lại nãy tôi đá Tây Ninh gói em không. Bỏ mẹ đi chạy gì kèo gắt tay hai mà điểm mẹ tao gắt được. Tao được má dính trong sổ nữa. Đúng không gì? 64 54 1 là lời 20, 2 là lỗ 20. Đèo lấy. Cái trời ghét điểm này điểm nó dính 6 không thì dính luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đều. 5 đều. Đây hai gói à. 5 đều. Ừ, trời ơi. Làm như gà mà chuẩn bị vô gắn cửa rồi cái quẹt 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 mổ 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 đá cái cạch sập xe. Sáu năm đổi sân. Hay rồi cô ơi. Đá, bút bên. La năm ơi, tại sao chơi gà nhát mà anh la quá. Bữa nay đây, để tôi đi. Bữa nay nghỉ cuối tuần. Nghỉ cuối tuần. Giờ không có hô đâu. Sáu điều. Buồn tí mấy giờ học em mà 5 giờ hả? 7-6 5 giờ 5 rưỡi buồn. Hai chục quá tàu. Làm sao? Theo bên nào bên thầy giáo hả? Hả? Bên đây bỏ qua nhà bắt hô luôn. Bỏ túi. Nãy giờ lề 5 gói hả? 5 gói à. 7-8 9-7 8-9 theo bên nào? Cái nãy theo bên kia mà không có, kêu chó mà không có. Có là giờ bỏ ăn à? 8-9 bây giờ gì? 4:20 không tám. Nè nè anh quỷ với tôi mấy chơi rồi anh không có được nói tiếng như vậy.
Chính không? Bên đây mà bắt kia rồi. 19 má mẹ anh đi chung mà anh đi kia cục. Ủa có quyền thằng sáu có quyền. Ê sao mở nhạc chứ. Rồi đi Sài Gòn lấy luôn 10, 11. Bấm nút nguồn á, cái nó tắt tiếng à. 10, 11. Phát ngay ảo đỏ đó. Ngay ảo đỏ là chết à. Đây, chết không không? Câu này nghe quen lắm Hiếu ơi. Hai thầy ra đảo luôn Hiếu. Hiếu thầy giáo thua. 10, 12.